Ta còn 1 phút 40 giây. Ra ngoài, thua rồi. Dự bị đâu được đánh đâu. Một điểm nữa dành cho đội màu vàng. Xin được chào mừng tất cả mọi người đang đến với vòng thi đấu tiếp theo mà có thể nói là rất là kịch tính. Và tại sân khấu này mà đã dựng lên được nguyên một cái set bóng truyền rất là chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ có 2 hiệp thi đấu cho 2 đội. Mỗi hiệp thi đấu sẽ có 3 phút và đặc biệt là trên sân của mỗi đội chỉ có 3 thành viên mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ có 1 thành viên dự bị. Nếu như trong quá trình thi đấu mà có ai muốn thay người đó thì cứ giơ tay lên, chúng ta sẽ thay người luôn, ngay trực tiếp lúc đó luôn. Làm sao để bảo toàn được thời gian của mình và đánh thật là nhiều banh vào khung quy định của chương trình thì chúng ta sẽ có nhiều điểm. Và đó chính là luật chơi của chúng tôi. Nhưng lưu ý nhỏ dành cho 2 đội là chúng ta không được chuyền quá 3 lần ở trong sân của mình. Ví dụ như là anh Lê Như Vũ Lâm chuyền cho Phát, Phát truyền qua cho Quốc Khánh, Quốc Khánh phải truyền qua lưới chứ không được truyền ngược lại cho đội của mình. Ok. Chúng ta đã có 3 thành viên của 2 đội chơi. Để mà cho đội nào có cơ hội phát banh trước thì xin mời 2 đội chúng ta quảnh tù xì đi. Nhường đội thắng phát banh trước, ok đúng mọi người à. Nhường luôn. Bên đây đồng ý nhận không à? Nhận. Nhận chứ, ừ. Vậy thì bên đây trái banh thuộc về đội màu xanh lá cây. Xin mời Quốc Khánh. Lưu ý khi phát banh qua bên đây thì chúng ta sẽ đứng sau vạch nha. Pháp dẫn quá khán giả ơi. Vỗ tay cho 2 đội được không à? Hiệp 1, 3 phút dành cho 2 đội thi đấu. Bắt đầu. Phát, dừng lên. Làm một phát, dừng lên. Lên, hey. Trời ơi. 1 điểm trả thuộc về đội vàng. Phát banh sau bạch, phát banh sau bạch. Quang qua lưới, đúng rồi. Anh ơi. Hey. Ra ngoài. 1 điểm dành cho đội màu xanh lá cây. 1, 2, 3. Hay quá. Yeah. Bên đây trả banh ngược lại. Em trắng mà. Trả banh nhưng mà lại trả ra ngoài. Cho nên là bên đây có điểm. Chúc mừng đội màu da. Ủa là sao? Là bên thua. Sao thua? Mày đụng tay đánh rồi. Đánh tay em dội ra ngoài. Tiếp tục. Thời gian đã trôi qua. Cố lên. Chuyền. Hey. Yeah. Bóng thông qua lưới. Rồi. 3 điểm. Phát nhanh. Chúng ta còn 1 phút 40 giây. Ra ngoài. Thua rồi. Dự bị đâu được đánh đâu. 1 điểm nữa dành cho đội màu vàng. Mình bắt. Vô. Hay nè. Quả luôn nè. Ra ngoài. Nhẹ quá. Nhanh lên. Còn 1 phút 13 giây. Năm điểm luôn. Wow, cố lên. Hay quá. Thôi. Ê. Chúc mừng đội màu xanh lá cây. Cuộc thi đang trở nên kịch tính hơn với tỷ số là 3-5. Hey, ra ngoài. Tỷ số 6-3. Đó lên, chúng ta còn 18 giây. Ra ngoài. Bên đội này khỏe quá cũng mệt. 10 giây, đếm ngược ạ. 6, 5, 4, hay quá. 3, 2, 1, hết giờ. Tỷ số hiệp 1 như sau, 8-3. Chúc mừng cho đội màu vàng. Chúng ta quay trở lại trận đấu. Rồi, xin mời 2 đội ra sân. Có thể nhận thấy sự hiện diện của 2 cô gái trên sân. Rồi, hiệp 2, 3 phút dành cho 2 đội. Bắt đầu. Ow. Chúc mừng. Tỷ số 4-9 nha. Hay quá, chút có đó. Đúng rồi. Khánh ơi, không mấy mình thay đổi hành vi được không Khánh ơi? Ok, em mới chơi, em không biết. Em ơi, qua bao nhiêu thời gian rồi đó, ok. Trang ơi, Khánh ơi. Hay. Vua phá lưới là em. Khánh ơi. 11-4. Bỏ. Quá luôn. Đúng quá. Hay quá. Quá luôn.
12. 12 không? Trời quá giỏi. Chúng ta còn 1 phút 50 giây. Dạ, nhanh lên, nhanh lên. Ra ngoài, chúc mừng, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ, 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 lẹ. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thời gian. Đúng rồi, đúng rồi. 6, 12. Trời ơi, 13, 6 luôn. Cố lên, nhanh lên, nhanh lên. Quá, hay quá, tập đi. Giang ơi. 2, 14, 6. Nữa, nữa, được. Cô ấy là không cố gắng. 15, 6. Thời gian còn lại 1 phút 10 giây. Cố lên. Hay quá. Lại lên, trả lại, lại. Cái này là cho điểm nè, cho điểm nè. 75, 75. Cái này là tặng điểm ngược lại nè. 7, 16. Cố lên, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Bỏ luôn em. Hay quá. Hay rồi, hay rồi. Hay rồi, hay rồi. Tại vì em thấy em phục phận quá rồi, đúng không em? Vô, bắt đầu. Chạy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, phát bóng Phạm Huy bên đây thắng rồi, chúc mừng. Rồi, chạy. Đúng rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, gãy cái sụn rồi, gãy cái sụn rồi. 20 giây, cố lên, cố lên. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hết rồi, hết rồi. Phạm Huy luôn, 19. Ra ngoài. 3, 2, 1. Hết giờ. Quý vị và các bạn thân mến, tỷ số của chúng ta hiện nay đang rất ngang tài ngang sức, 28. Và một tràng pháo tay chúc mừng cho đội màu vàng chiến thắng. Và chắc chắn rồi, như đã hứa thì Minh Xuân sẽ trao tặng sự gợi ý thứ hai này dành cho đội màu vàng. Xin mời, mời mọi người. Anh là đang nghi ba ba người con trai. Anh là đang nghi ba người con trai. Còn tụi em sao? Khánh. Thi Khánh hả? Ở bên kia đang rất tò mò. Cái này người ta sẽ nói đúng hoặc sai nè, thấy không? Đúng hoặc sai. Không ghi tên anh Lâm. Vậy là gì khỏi ghi tên Lâm không? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thật sự ra là như thế này, tất cả chúng ta nên coi mọi thứ thật như đùa, đùa như thật, cứ thoải mái thôi. Và Minh Dù sẽ đưa cái thông tin này lại cho ban tổ chức và sẽ có câu trả lời cho nhóm mình ngay bây giờ. Chờ đợi ha. Ok, ok. Câu trả lời của chương trình đó chính là có. Em nghĩ là nên chia sẻ đi, mình nên tìm đồng minh đi. Đó, anh cũng nghĩ là vậy, nhưng mà nét mặt lúc đấy thắng nó ghét lắm. Bây giờ nè, em nghĩ là mọi người nên nghe dữ kiện từ phía tụi em đi. Chia sẻ thiệt nha, không có đùa nha. Ai mà chia sẻ không thật là từ giờ Tết không có một xu. Kỳ danh quá, hồi nãy anh dặn mọi người là sống hoan hỷ, phải biết chia sẻ chứ. Nhưng mà lưu ý cho đội màu vàng, đó chính là chúng ta vẫn còn một cái sự gợi ý đắt giá nữa vào cái phần sau của chương trình. Vậy thì bây giờ mà mình gợi ý luôn thì đôi khi cái giá trị phần thưởng đó của mình bị giảm đúng xuống rồi. Bởi vì mọi đúng, người nhiều sẽ theo người mình. Ai cũng biết. Chính xác, cho nên là tùy vào sự quyết định của mọi người trong đừng, đội màu vàng. Đừng tin Minh Xù. Minh Xù với người đó có tin từ riêng. Có tư tình riêng. Tin từ riêng. Rồi, tin từ hả? Thấy chưa? Thấy cà lâm chưa? Em nghĩ là trong hang động của mình có kiến anh à. Mà nhưng mà con kiến đó có mập không hay không thôi, con kiến có mập không? Dữ kiện của chương trình cho là lúc đầu có ba người không phải là đùa. Trong đó bên kia là Atila Phan là thật. Và bên đây chính là anh em của chúng tôi đây. Đúng rồi. Đúng vậy. Là Khánh thật, anh Lâm thật, với anh Phan thật. Đúng. Chúng ta sẽ nói sự thật ra không? Hả anh Lâm? Nói ra ha. Mình chơi đồng minh đi. Mình chơi đồng minh với nhau đi. Đúng. Hết thời gian thảo luận. Nhưng mà hồi nãy giờ theo như Minh Sự thấy là tất cả chúng ta đang nói quá nhiều, còn một cái người đang im lặng.
Ai? Liệu rằng Thuận Nguyễn có phải là người giữ thẻ đồ hay không? Cũng có thể. Đấy. Cái cảm nhận của em khi mà đọc dữ liệu đầu tiên á, là em cảm nhận anh Thuận Nguyễn và ông Minh này. Còn mấy người kia em không cảm nhận được. Cái lúc mà vòng đầu tiên coi lá bài á, là anh nghi ngờ Khánh. Bởi vì viên Khánh nó vừa bỏ cái lá bài, nó có một cái nét mặt nó ngược. Anh luôn luôn tin đồng đội của anh, bởi vì anh biết là bạn này luôn luôn có một cái nét gì đó rất là khắc khổ. Chân thật, đúng rồi. Là bị người lúc nào cũng bị người ta chèn ép hết, mà bạn đúng. Cố gắng lúc nào cũng chịu đựng hết. Đúng. Nên lúc nào anh cũng tin hết. Ủa bên kia chia sẻ chưa? Chưa. Ủa bên kia chưa chia sẻ mà. Thì đó, anh chia sẻ rồi đó. Nhưng Thuận Nguyễn vẫn chưa chia sẻ. Theo như kinh nghiệm của Minh Dù thì người không nói và người nói nhiều sẽ là hai nghi vấn rất cao. Nhưng mà hai người im nhất là hai ông này cứ ngồi nghe giống như là ngư ông đắc lợi. Nếu như Thuận Nguyễn cũng không có điều gì để nói và tất cả mọi người chúng ta vẫn chưa đưa ra được kết luận của mình, thì ngay bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý vị chúng ta Nghỉ Giây Lao nhé. Chứ Minh Dù là loạn não lắm rồi, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.